Nhiều người chúng ta sống lâu năm nhưng mà chưa biết cái món này. Hôm nay em sẽ cho anh chị chúng ta biết cái món này cực kỳ hấp dẫn luôn đi nhá. Cái chua ngọt ngọt rất là ngon chị nhá. Còn cái dầm bia nó hiệu vời luôn.